Chào mọi người, hôm nay là ngày thứ bảy. Tám anh. Ngày thứ tám mà. Và hôm nay tập thì không có thầy nha mọi người. Thầy đã nghỉ rồi, thì bây giờ sẽ tập một mình. Thì bây giờ tập cái này lưng trước phải không bạn? Mình đang nói chuyện với các bạn trong phòng tập thôi chứ không có thầy nha mọi người. Cái nào bạn? Tập cái nào? Bạn ơi! Bạn trẻ ơi! Cái này thấy cái này không? Đúng rồi, cái này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là ngày thứ 8. Hôm nay là buổi thứ 8. Mình nay mình sẽ tập gì thầy? Dạ rồi, hôm nay mình sẽ tập ngày lưng. Lưng và bụng. Hôm nay em sẽ focus cho em phần bụng dưới. Hôm thứ 2 vừa rồi mình đã đánh bụng trên rồi. Hôm nay mình sẽ focus bụng dưới. Rồi có phải 7 giờ về nha, cho con ăn rồi này kia. Khổ, nỗi khổ của người làm cha đó thầy. Mất tới thầy cũng vậy đó. Cái đó đúng không? Để dạ đúng rồi anh. Đây này. Tập lưng nha mọi người ơi, nhìn thầy nha mọi người, thầy vừa tập vừa nói đi, nhìn máy thầy nói đi. Rồi ok, chờ em. Hôm nay mình sẽ thay đổi cái thanh cầm một chút, thanh grip. Lưng và bụng dưới nha, lưng, phần lưng có bị đau nè, bụng dưới là phần phía đây. Ok, bài đầu tiên vẫn là bài kéo xô ngắn. Mình sẽ chỉnh lên một chút. Kéo xô ngắn nha. Dạ vâng. Xô ngắn người ta gọi là ở trên này này. Cái phần xô ngắn, xô dài. Ở dưới đây. Dạ. Đứng làm... giữa. Đứng cục... dưới. Mở hai bên. Dưới của anh đang bị vấn đề á. Mình không có tác động nó nhiều. Tất nhiên mình tập những cái bài như này á, nó cũng tác động vô lưng dưới nhưng mà nhẹ thôi. Ít thôi đúng vừa đủ. Dạ cũng vâng. Có lưng dưới một ít nhưng mà không dạ có nhiều lắm. Vừa đủ. Không làm nó chấn thương đâu. Rồi, động tác đầu tiên. Kéo lưng thẳng, kéo tạ xuống cho em ha. Hai cái phần khuỷu trỏ của mình không có vươn lại phía sau. Để thẳng ra phía trước cho em. Đúng rồi. Kéo tới qua chậm. Mũi hay kéo tới ngực? Hít. Dạ, kéo cái thanh tạ này ngang cầm cho em. Ngang tới cầm. Dạ đúng rồi, lên hít. Chậm. Cho nó căng cái lưng xô ra. Xuống thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Ok. Bài này tương đối cũng đơn giản thôi. Tập thể thứ 6 thứ 7 nghỉ. Quá đã, quá đã. Sống thứ 7 nghỉ đi chơi quá đã mọi người ơi. Lên hết xuống thở đúng không? Dạ rồi, đúng rồi. Tốt. 1. Lên hơi gồng cái phần này xem. 2. Lên cao một tí nữa cho lưng nó căng ra, xô nó căng ra. Ok, đúng rồi, 3. Nhưng mà vẫn phải dùng cái xô này giữ lại. 4. Tốt. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lên chậm chậm. 11. 12. 13. Appreciate the sound, need a renovation.
change the sound, need a renovation. Mà đá đầu gối hay là đá chân hay gì, bất kỳ anh đều phải lên gồng bụng lại, siết bụng lại. Thì... do là hiện tại cái bụng của anh chưa được khỏe, nên là mình sẽ làm cái ghế này. Thì siết thì nó lên một... nó cũng bụng nó cũng lên mà. Dạ vâng, nhưng mà siết lại một chút nó càng lên nữa. Vẫn như mọi ngày thì hôm qua ngày thứ 7 với ngày thứ 8 thì cũng cùng một lần xét thôi, nghĩa là cái phần vẫn là cái phần kỹ thuật của anh đã rất là gần như là đã hoàn chỉnh rồi, còn chỉ có một chút phần bên phần thể lực thôi, thể lực nó chưa được lấy lại như hồi trước cho lắm, nên là mình cần khắc phục thêm. Không, nhưng mà mấy người trẻ thì nó tập có vẻ ok hơn không? Dạ đúng rồi, người già thì cái phần nó gọi là lão hóa một phần rồi đấy. Không thể nào bằng mấy đứa trẻ được. Với lại cái lượng testosterone của nam khi mà về cái đựng ngưỡng mà tuổi 40 là nó sẽ giảm đi. Nó cũng tập mà... cái mệt, nó không còn ngực cực như xưa. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Tập có khỏe hơn nhưng mà nó cũng không có ngực, nó không sung sức như xưa. Dạ đúng rồi, đúng rồi, tất nhiên. Hôm nay thì sẽ về ăn cá nha mọi người. Ăn cá, qua ăn gà, chúng ta sẽ ăn cá. Ở ra một chén cơm, món cơm không được. Ok, vô. Người nhớ like, share và subscribe kênh YouTube MC Dương Phúc. Vô Facebook của thầy Hồ Đình Hoại. Thầy sắp lấy vợ đó mọi người, tranh thủ đi. Ok. Vậy lấy ai? Kể cái đối biểu của thầy.